Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với The Game Cinebarat. Và ok, mình là 69 Gambin. Ok, ở video này anh em ta sẽ cùng nhau soi những cái cập nhật mới của con game Cinebarat nha anh em. Và nó chuẩn bị tiến hành update, và mình không biết nó update cái giống gì nữa anh em à. Bây giờ muốn xem nó biết nó update cái gì á, thì anh em ta sẽ lên trên fanpage của game. Và nó cũng vừa mới thông báo mà gần đây thôi anh em. Nó cũng vừa thông báo thôi, cho nên là bây giờ mình sẽ lên xem thử nha. Hiện tại thì bây giờ là nghe nói là con game đã có báo như là bên Soha nó phát hành phiên bản quốc tế nè, cho nên là phiên bản Việt hình như nó không còn nằm ở trên CS Play nữa nè, mà bạn biết tình hình sau này sẽ như thế nào đây, anh em ta sẽ cùng nhau soi thử nha. Support Haki hả, ủa gì ta, SP Haki tính năng mới. Nakamas thân mến, vì hầu hết hết các cầu thủ nâng cấp Pirate lên hoàn toàn thức tỉnh, nhiều người vẫn tò mò về tính năng mới SP Haki là gì. Chúng tôi đang liên tục nâng cấp trò chơi của mình. Sự kiện mới và cướp biển sẽ đến thật sự sớm. Đọc dưới đây để biết thông tin cụ thể về SP Haki. Yêu cầu đầu tiên là mở khóa SP Haki là Uninton trò chơi của chúng tôi và Reinton. Bạn sẽ tìm thấy liên kết mới của bài đăng. À, vậy là bây giờ mình sẽ xóa bỏ trò chơi và sẽ phải đăng nhập lại nè, mà mình sẽ phải tải game lại. Ok, nó có cả Google Drive này anh em à. Bây giờ mình sẽ tải một cái file này 137MB. Ok, mình sẽ phải tải game lại nha anh em, để xem thử nó sẽ update cái gì đây. Rồi SP Haki có 10 tên cướp biển Haki khác nhau. Mỗi người cho bạn một số liệu thống kê khác nhau. Post là gì trời. Khoan, trong lúc này thì anh em ta sẽ xóa game đi anh em à. Xóa game Cinebarat đi, và sau đó là anh em ta sẽ tiến hành cài đặt lại. Còn bây giờ thì nó cài nhanh vãi nè. Ok, mình sẽ cài đặt cho thôi anh em. SP West, cái này mới tải không? 16 tháng 2 đúng rồi anh em à. Rồi ok, vô. Không biết là nó có giống với lại mấy cái Haki ở bên này không anh em à. Bên đây thì nó cũng có những cái Haki mới ha. Có phải cái này không ta? Kỹ năng dưới này có cái thức tỉnh anh em à. Nhưng mà ở đó thì nãy mình đọc là nó có thêm mỗi Haki Pirate được sáng tác bởi 3 cấp độ và Matlab là 30. Mỗi người chơi đào tạo tiêu thụ thêm vàng và kim cương, thêm thông tin sẽ được chia sẻ với video hướng dẫn và bài đăng tiếp theo. Phải đợi cái video hướng dẫn với lại cái bài đăng tiếp theo này mà. Hiện tại bây giờ là nó cũng khá là mơ hồ ha. Rồi em ta sẽ qua bên Game City Pirate xem thử là mình vừa mới tải về và nó đang như thế nào đi anh em ạ. Mình sẽ xem thử là nó như thế nào nha anh em. Rồi ok anh em, ta sẽ vô game xem thử là nó có những cái gì mới mẻ nha anh em. Bot. Đây anh em, để xíu mình vô mình quýnh cái đã nha anh em. Ôi vãi, cái server này chắc có mình chơi luôn quá anh em. Có mình quýnh với bạn luôn quá anh em. Ok, giờ không ai để quýnh cho sao hoàn thành nhiệm vụ đây. Bây giờ mình sẽ cho một cái tem vô đây để cho bạn nó có người để quýnh cho nó vui vẻ. Ok, rồi bây giờ anh em ta sẽ xem thử là có những cái gì mới đây anh em à. Event có gì đây không? Có bạn cái sự kiện tiêu kim cương tuần đó có nè anh em. Con lúc có bạn hỏi mình nó đâu mất tiêu rồi, chắc có thể là do nó bị lắc anh em à. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử nha. Nó mở thêm cái tính năng gì không ta? Game. Ủa. Nó có tính năng gì mới không ta? Kỳ vậy ta. Hình như là chưa có mở tính năng mới thì phải anh em à. Có cần phải bắt buộc phải full trời full gì không, hay là khi mà update game thì nó sẽ tự động nó cập nhật vô đây luôn anh em. Hiện tại thì bây giờ là mình chưa thấy có cái gì mới nha anh em, chưa thấy có gì mới nha. Đậu nè, cái này nó cũng bình thường, không có gì, chưa có gì đặc biệt hết. Cá bên đây, cross không có luôn, không có gì mới mẻ hết anh em à. Chưa thấy anh em ơi. Giờ đây mình xem thử mấy cái đảo này nó có cái gì mới hay không à. Cũng chưa thấy luôn anh em. Để mình lên mình đọc kỹ thử anh em. Yêu cầu tối thiểu mở khóa SP Haki là cấp biển, các bạn phải thức tỉnh đầy đủ 5 Get. Ủa 5 Get Awakening là gì chay. Anh em để xíu nha, mình sẽ lên Google dịch trợ giúp thôi anh em à. Thức tỉnh màu đỏ anh em à. Chỉ cần lên màu đỏ là có thể là sử dụng được anh em à. Support Haki có 10 tên cướp biển Haki khác nhau. SP Haki có 10 tên cấp biệt khác nhau. Mỗi người cho bạn số liệu thống kê khác nhau. Có khi nào mình đi quýnh 10 con cấp biển này không ta? Và mỗi con sẽ cho mình một cái vật phẩm khác nhau.
Mỗi Haki Pirate, mỗi cướp biển Haki được sáng tác bởi 3 cấp độ. Max level là 30. Mỗi buổi đào tạo tiêu thụ thêm vàng và kim cương. Mình muốn đi thêm á anh em, mình muốn đi thêm á. À, đại khái là như vậy anh em à. Xem các bản gốc. Mình muốn mua thêm lượt á anh em, là mình sẽ càng phải tốn kim cương với lại vàng phải không ta? Đại khái là như vậy quá anh em. Mỗi buổi đào tạo tiêu thụ gì đó. Thêm thông tin sẽ được chia sẻ vào video tiếp theo. Ok. Wow. Hơi khó hiểu xíu anh em à. Haki Lab 30 gì đó. Và bây giờ thì mình chưa rõ là cái tính năng nó sẽ như thế nào cho anh em. Ở trên đây thì nó cũng chưa có nói chi tiết sâu xa gì hơn về cái tính năng này. Và đây đang có một cái sự kiện để anh em chia sẻ, được có thể là nhận được linh hồn Kaido kèm theo là con Darren anh em à. Công chúa Thí Tê. Đó. Hình như là đợt này không có thầy dép thì phải anh em. Không có thầy dép nha anh em. Đây là một cái tính năng mới nha anh em, tính năng mới mẻ. Và không biết là nó có ngon hay không nữa thì mình chưa biết. Khi nào nó ra mắt thì anh em ta sẽ review xem thử là nó như thế nào. Rồi, ok. Hiện tại thì bây giờ vẫn truy nã con Mithy anh em à. Vậy là anh em chúng ta chỉ cần lên màu đỏ là có thể đi được rồi. Anh em đợi xíu mình vô trong mấy cái chỗ này xem thử là nó có gì hay không nha anh em. Cái này thì mình ray luôn đi. Còn 2161 thể lực nữa anh em à. Bên này thì phải, ok. Ủa, 53.000. Hình như là bên cái game Gomu phiên bản Việt thì phải. Bên đó thì mình mới hết kim cương, còn bên đây thì mình vẫn còn 53k kim cương mà. Không biết cái tính năng mới sẽ như thế nào anh em à. Và nó sẽ cần có những cái gì để mình tiêu kim cương hay không. Đấy, khá là tò mò. Nói chung là game này nó ra tính năng mới là mình cảm thấy là khoái khích liền anh em. Bây giờ sẽ bắt đầu cày cuốc tiếp để xem thử cái sự kiện mới nó sẽ như thế nào. Còn nghe nói con game đảo câu báo chuẩn bị bên Soha nó phát hành phiên bản quốc tế, cho nên là bên CSGO thì nó đã gửi cái game đảo kho báo ở trên đây luôn rồi anh em à. Đảo kho báo. Đây. Bây giờ thì mình chỉ có thể là tải nó qua APK Pool thôi anh em. Ở đây thì nó đã gửi game đảo kho báo của anh ta mất tiêu luôn rồi anh em à. Đây, Gomu huyền thoại, OB đại chiến, huyền thoại hải tặc, kho báo truyền thuyết, Vương quốc kiến. Hôm bữa mình có tải Vương quốc kiến về mà mình chơi mình không biết chơi sao luôn anh em. Đây là cái trang web của game này anh em. Đây là cái trang web của game nha. Đây, lofcgamo.online.me. Lại là Gamo anh em à. Bây giờ mình sẽ tải cái phiên bản PC về mình vô mình chơi thử xem sao anh em. Đây là một cái phiên bản khác của game đảo kho báo, phiên bản N. Phiên bản N nha anh em. Và anh em nào muốn chơi đảo kho báo thì có thể tải theo cái đường link này về và chơi. Được phát hành bởi nhà phát hành Soha ở Việt Nam, nhưng mà đây là phát hành phiên bản quốc tế nha anh em. Đó, thì hiện tại bây giờ mình đang tải cái game này về và bây giờ mình xíu nữa mình sẽ rảnh thì mình sẽ vô mình trải nghiệm cho anh em chơi luôn như thế nào luôn. Yamato Golden thì con game hiện tại thì bây giờ là ở bên game Sunny ở bên của gì chính lay á, chính lay thì có những thứ meta đó mà không biết là qua bên cái bản này nó sẽ có những cái thay đổi gì không anh em. Sea to Ocean anh em à. Sea châu Á. Đó, phải không? Bản châu Á anh em. Rồi, xong. Để mình xem để còn cái gì nữa hay không. Hiện tại bây giờ là gift code thì nó cũng chưa có gift code mới. Hôm nay là ngày thứ tư hay thứ năm gì ta. Hôm nay là thứ năm rồi anh em à. Ngày mai mới có gift code, nhưng mà gift code thứ sáu nó cũng chả có giống gì ngon hết trơn anh em. Nó khá là cùi bắp. Bây giờ mình chỉ mong chờ cái sự kiện này thôi anh em à, sự kiện mới. Đó. Giống Gomu Full Haki đỏ, nắm đấm xanh người tới đỏ. Xanh thôi không ra đỏ. Tại bạn ơi, cấp 3 nắm đấm xanh đủ 15 cấp là năm đấm xanh từ 18 đến 30 rồi đó nhé. Nó vẫn để 30 cấp nhé rồi. Đây đủ tính năng chứ không lẽ đâu mà chưa tới. Xanh dương thôi, không lẽ Haki đỏ lại combat Galawano quá đã. Gì Galawano đây nữa. Tại gần giống bản Gomu rồi, lại gần giống bản Gomu rồi, hảo game. Giống Gomu rồi đấy, Gomu nó hơn vì chức năng này. Gì ta? DB đã từ lâu. Mình không hiểu luôn. Nhà phát hành SP Sunny ra sao? I wish you gather us a lot character. Đọc cho vui vậy anh em mà chứ chả hiểu cái giống gì luôn anh em. Mọi người chờ login bằng Facebook, hiện tại bây giờ đâu có login được bằng Facebook anh em. Quỷ Facebook nó cấp này nó không có thích chơi nữa rồi anh em à. Vì vậy mà anh em không để nào có thể chơi chung được. Bây giờ mình sẽ tiến hành cài cái con game mình vừa mới cài đặt vô thôi. Sea to Ocean. Đấy.
đây là một cái con game đảo kho báu phiên bản quốc tế đến từ vị trí nhà phát hành Soha, được cao 15% khi mà anh em nạp thẻ kìa anh em. Bay Ash, Bay Gamor. Ồ, cái này mình có thể là đăng nhập bằng cái tài khoản của Gamor hay không ta? Ôi trời trời trời, nó ra tới server 11 luôn kìa anh em. Ôi, lại server gấu trắng nữa anh em à. Ôi, khá là đúng lúc, khá là hên vô ngay cái server mà mình chơi luôn anh em à. Ôi, con game này không biết là có mấy dòng game nhưng nó có nhạc anh em. Bạn game này đặc biệt là nhạc chính bản quyền anh em. Nhạc chính bản quyền đến từ vị trí của Facebook cho nên ối động YouTube cho nên là mình không có mở nhạc được. Ok. Anh em nào mà đang chơi cái tựa game này có thể là tham khảo các video của mình về phiên bản Việt này, có cái tên là Đảo Kho Báu nha anh em. Đảo Kho Báu mà mình ra khá là nhiều video rồi, anh em có thể là tham khảo thử. Mong là con game này nó sẽ cân bằng hơn so với phiên bản Việt. Thì cái này anh em, nếu mà anh em lựa chọn theo cái này thì anh em sẽ nhận được một cái gương này nè, được cha đen 100 gì đó anh em à, 100 cái gì đó mình không biết là cái gì luôn. Ok, cái này thì mới đầu vô anh em làm nhiệm vụ theo nó hướng dẫn của nó thì nó hơi tốn thời gian xíu, khá là tốn thời gian luôn anh em. Anh em có thể là lên trên cái trang web lofcgamo.com nha anh em. Đây là phiên bản game Đảo Kho Báu phiên bản N rồi. Ok, quay trở lại với tựa game Sandy thôi, và anh em ta là đang lót dép ngồi hóng thử cái tính năng mới của cái con game này nó có giống với lại tính năng bên game Go mua huyền thoại hay không nữa. Tại vì mình đọc là mình cứ tưởng là mình sẽ đi quýnh 10 con quỷ hải tặc anh em, 10 con hải tặc đó để mình haki gì đó mình không hiểu đó anh em. Còn mấy bạn đó bảo là mấy cái nắm đấm gì đó anh em, mình không biết là có giống với lại bên Go mua không thì mình không biết, rồi khi nào nó ra thì mới biết được anh em à. Ok, thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Cinebarat và hóng chờ cái sự kiện mới của nó, tính năng update mới của nó sẽ như thế nào, và anh em chúng ta sẽ cùng nhau vô review trải nghiệm này kia kiểu. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc nha, đừng quên cho mình một like, một đăng ký nha anh em, để mình có động lực tiếp tục quay thêm nhiều video về tựa game cho anh em cùng xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.